Hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để tổng ôn lại cho mọi người những cái âm chu môi ở lesson 9 của lớp phát âm nhá. Đầu tiên, cái âm đầu tiên này đó là âm nếu chưa quen, mọi người có thể giữ tay ở mồm này, mồm hơi chu ra xong rồi đọc là đấy, gió. Rồi còn âm phía dưới, mình sẽ làm y hệt gì như âm phía trên nhưng mà cổ họng rung lên, và đơn giản hơn thì có thể là mình đọc như là âm chờ trong tiếng Việt nhưng mà hơi chu môi ra trước, nó sẽ là chờ chờ chờ. Chưa quen thì có thể giữ mồm lại, chờ 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 đó. Và cái âm này nó sẽ hơi khác cái âm này, đó là s cười, mình sẽ cười lên đấy, cười lên. Còn cái âm này nó sẽ là kiểu như là cho mấy đứa trẻ con nó đái đấy, thì ở quê mình khi mà cho trẻ con đái thì người ta hay làm kiểu đấy. Cái âm phía dưới tương tự như phía trên nhưng cổ họng rung lên sẽ là nếu như mà bạn cảm thấy là khó trong cái việc mà rrr ra ấy thì bạn hãy làm như này cho mình này, đó là hít một hơi thật sâu xong rồi bạn ra đấy, bạn làm như thế năm khoảng tầm 5 đến 10 lần cho mình, xong đấy bạn quay lại đọc cái âm phía trên đó là và âm phía dưới bắt đầu bây giờ sẽ có cổ họng sẽ rung lên đó là đấy, ok chưa? Vậy thì mình sẽ bắt đầu đọc qua một lượt tất cả các âm này nhá. Mình sẽ đọc cái hàng đầu tiên thôi này, tại vì là cái phần đọc này mình đã đọc đọc kỹ ở trên lớp rồi đúng không? Đầu tiên là cái này sẽ là she đấy, hơi chu môi ra phía trước. Tiếp là nation, nation đấy, shin 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 nation. Và cái này nó sẽ hơi khó hơn, nó sẽ có cái âm r này, thì mọi người nếu quên cái âm r thì hãy làm ba bước cho mình, đó là u r và rush đấy, rush rush. Cái âm ở cuối nó là sh, rush đấy. Cái này nó sẽ là u, usual. Nếu như mà bạn chưa biết cách đọc cái âm U nó như thế nào ấy, thì đó là khi mà bạn đọc U làm sao mà hai hàm răng của bạn không chạm vào nhau thì là nó ok. Đấy, hãy đọc U đấy, để cái hai hàm răng của mình nó không hề chạm vào nhau nhá. U, U đấy, usual, usual, usual. Đấy, còn cái này đúng ra ấy, sẽ phải đọc là massage đấy, nó sẽ gói độ rung ở cái âm cuối. Thế nhưng mà khi mà cái âm này ở cuối thì mình không cần đọc như thế, mình cần đọc nhẹ nhàng như cái này là ok, sẽ là massage, massage, ok. Và tương tự mình sẽ có là China, China đấy, hơi chu môi ra này, China. Teacher, teacher, T thì cười, chờ thì chu môi, được chưa? Teacher đấy, và teach, teach đó. Và tương tự cái này mình sẽ có là chờ, nghe hơi chờ không tiếng Việt đấy, chờ nó sẽ có là choose, choose. Cái này là magic, magic. Và cái này là đọc đúng ra thì sẽ phải là college, college. Nhưng mà cái này ở cuối thì mình cũng chỉ cần đọc nhẹ nhàng như cái này thôi, thì cái đấy sẽ là college, college. Và page, page. Ok, bây giờ mình sẽ đọc mẫu 5 cái câu ở dưới đây nhá. Câu đầu tiên này. She went to a fashion show after taking a shower. After. Sorry, cái after có âm F ở giữa nhá. She went to a fashion show after taking a shower. Ok. Cái tiếp theo này. He is always being late as usual. He is always being late as usual. Câu thứ ba này. I usually use a measuring cup to measure sugar. Measure, measure. I usually use a measuring cup to measure sugar. Tiếp theo này. Today, Chuck will be teaching how to make a chocolate cheesecake. Và cuối cùng đó là a German, chờ chờ mình nhá. A German, chờ chờ. A German who sat on the edge. Nó sẽ là the mà đứng trước nguyên âm uể oải thì mình sẽ đọc là the, được chưa? The edge, nhớ để ý ending. The edge of a bridge, bridge, ch, có ch ở cuối này.
throwing che, che chở này, chelly to the river đấy, che che chở, chơ chơi chờ chờ đấy. Cả câu này sẽ là a German who sat on the edge of a bridge throwing jelly to the river. Nhỡ như cái âm throwing này bạn chưa biết đọc ấy thì bạn hãy làm theo các bước như này cho mình nhé. Đầu tiên đó là u r và thu thu r throw throw throwing throwing throwing. Ok, chúc các bạn ôn tập tốt và nhớ làm bài tập về nhà gửi cho mình nha. See you.